Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Shinju trong channel. Hôm nay lại đến với chuyên mục Shinji Khang Khúc. Thì hôm nay Shinji sẽ làm một món rất là ngon, đó chính là xôi đứt. Xin chào các bạn, clip này được thực hiện vào năm 2020 ha. Đã lâu rồi nên cái sụt đầu của clip này đã bị mất, thì mình lấy tạm cái sụt của bên xoài xoài để cùng chia sẻ với các bạn nha. Thì đầu tiên mình sẽ lấy nếp và ngâm, và sau đó chúng ta bỏ vào cái xửng hấp và bắt lên bếp để hấp nhé. Hấp trong khoảng tầm 10-15 phút. Và sau đó chúng ta sẽ nhấc xuống, chúng ta sẽ không có hấp là cho nếp chín lắm, bởi vì mình còn để lứt vào được nha các bạn. Sau khi một hồi trộn thì nó cũng ra vậy rồi, được mà rất là đẹp. Bây giờ Cindy sẽ bỏ vô rượu. Cindy đã được khá nhiều nước gấp rồi. Đây, đây là thành quả sau khi là luộc cất ra, màu nó rất là đẹp. Cái này là hoàn toàn là luộc bằng trái gấc, nên là mọi người yên tâm là không có màu thực phẩm nào ở trong đây hết, rất là an toàn. Thì xôi cũng đã khá chín rồi, thì Cindy sẽ bỏ cỡ 6-7 muỗng đường. Người nhớ trộn thật đều cho mỗi cái hộp nếm nó đều có màu nhé. Vậy ăn nó sẽ ngon hơn và nó sẽ màu thì nó nhìn vẫn đẹp hơn. Đó, còn bên đây nữa. Yeah. Trộn này rất là ngon sức luôn. Đây, cái màu nó đã đỏ và Cindy đã trộn đều rồi. Cindy bây giờ sẽ thử chút miếng xôi. Nó rất là ngọt, rất là ngon, có thơm mùi cốt dừa, nước cốt dừa đó. Bây giờ Cindy sẽ để lên đây hấp khoảng 10 phút nữa. Đây. Hoàn toàn là tự nhiên, cái này là làm từ trái gấc, luộc từ trái gấc, không có bỏ những màu hóa học gì vô hết, nên là ăn rất là tốt cho sức khỏe, không có hại cho sức khỏe. Bây giờ Cindy sẽ cho nó hấp khoảng 10 phút nữa và chúng ta sẽ chờ kết quả nha. Let's go. Yay, rất là mong, Cindy rất là mong ăn thử, nên rất là ngon, nhìn nó rất là ngon luôn. Chờ đợi thôi, yeah. Mình đẹp quá hả? Mình sẽ kiểm tra xôi đã chín chưa nhé. Nó, Cindy nghĩ là nó chín rồi. Và nó rất là thơm. Nó thơm nhất là cái mùi nước cốt dừa hồi nãy Cindy bỏ cái chỗ tán cùng cái gấc. Cũng có mùi gấc luôn. Và một miếng mùi nếp mà nó rất là thơm luôn. Đó mọi người, nhìn nó rất là ngon luôn. Cindy muốn ăn nó quá đi. Nhìn là Cindy rất là thèm luôn. Thì bây giờ tới công đoạn chiên chín nhé. Tên, đây chính là thành quả của Cindy làm xôi gấc. Thì màu nó rất là hòa quyện và rất là đẹp. Màu cam khá đậm, rất là đẹp luôn. Thì cái này Cindy hồi nãy chờ sau 10 phút Cindy cũng trang trí hết luôn rồi. Bây giờ Cindy sẽ thưởng thức nhé. Thì trước khi thưởng thức á, thường á Cindy ăn xôi gấc á, thật ra thường hay có mè trộn với đường hoặc là đường muối á, dạng là một loại pha hỗn hợp á. Thì nhưng mà nhà Cindy hôm nay mới biết là hết mè rồi, nên Cindy là giống như là một muỗng, hai muỗng đường thì chỉ được bằng một chút xíu muối thôi.
Hồi nãy Cindy lỡ tay làm khá nhiều, muối nó rất là mặn luôn. Đây, bây giờ Cindy sẽ rưới lên cho nó có vị hơn. Cindy sẽ thử, ok. Rồi. Đấy. Đúng là cho cái hỗn hợp mà Cindy sai thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà ăn không thì đã ngon lắm mà. Nó vẫn theo Cindy nhớ thì không phải. Theo Cindy biết, Cindy mới ăn là cái mùi nước cốt dừa vẫn là thơm nhất. Nước cốt dừa vẫn là thơm nhất. Sau đó mới ra mùi gấc. Gấc thì nó hơi ít tại em. Cindy không có ăn cái xác của gấc. Cindy chỉ lấy nước của nó thôi. Nên mùi nó sẽ không được làm là lắm. Nhưng mà nó vẫn con mà cũng rất là đẹp. Vậy là thử thách hôm nay làm sao gấc đã thành công mà rất là đẹp luôn, vừa đẹp và vừa ngon nữa. Nếu mọi người thích video này đừng quên like và share và comment bên dưới là Cindy nên làm thử thách gì hoặc là Cindy nên nấu gì á. Thì thời lượng tới đây cũng kết thúc. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại sau.